dự báo camera Galaxy S25 sẽ có thay đổi mạnh mẽ. Vào ngày 4, phương tiện truyền thông CNTT Sam Mobile đã dẫn lời chuyên gia CNTT nổi tiếng Rebek Nuss và cho biết Samsung Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus có thể sẽ được trang bị cảm biến hình ảnh Sony thay vì sử dụng cảm biến ISO Cell GN350MP được sử dụng trong model trước đó. Cảm biến ISO Cell GN3 do Samsung Electronics phát triển đã được cài đặt trên điện thoại thông minh Samsung từ lâu, bao gồm cả dòng Galaxy S22 và Galaxy S23. Galaxy S24, dự kiến ra mắt vào đầu năm sau, cũng được cho là sẽ trang bị ống kính camera ISO Cell 50MP được giới thiệu trên Galaxy S22. Sam Mobile nhận xét rằng kích thước cảm biến chính xác và số model của thành phần máy ảnh vẫn chưa được tiết lộ, đồng thời cho rằng còn hơn một năm nữa mới có thông báo về dòng Galaxy S25, có vẻ như chúng ta sẽ phải chờ xem. Trong trường hợp của Galaxy S25 Ultra, khả năng Samsung Electronics phát triển cảm biến mới cũng được đặt ra. Rebek Nuss tuyên bố vào tháng 8 năm ngoái rằng Samsung Electronics có kế hoạch sản xuất hàng loạt cảm biến hình ảnh ISO Cell GN61 vào nửa cuối năm tới. Ngoài ra, công ty gần đây đã thông báo rằng họ đang phát triển cảm biến máy ảnh ISO Cell 1 inch với điểm ảnh 0.8m, tự động lấy nét pixel kép và chức năng thu phóng cắt xén trong cảm biến. Cảm biến hình ảnh 1 inch chủ yếu được sử dụng trong các máy ảnh compact cao cấp, một sản phẩm tiêu biểu là Sony RX100. Cảm biến hình ảnh càng lớn thì càng nhận được nhiều ánh sáng, cho phép bạn chụp ảnh và quay video tốt ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu. Follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư chứng khoán Hàn Quốc nhé!